bà xã vô nè. Lấy mấy cộng sản nào, cộng sản nữa rồi. Bỏ xã chưa hết trơn, nó bung xã ra rồi. Đó. Rồi mình bị hấp xã nha các bạn. Ồ, lấy không lấy được khôi sao? Ít nước quá mà nó đầy luôn rồi kìa. Trời ơi, gần đây ông nội ơi. Nồi nhỏ dùng quá. Cái giá cho cha. Gì vậy? Ủa sao nãy nói không ăn? Đây là gà hầm xả mà mình có bỏ mớp nha các bạn. Hai anh em mình nè, ngồi xuống. Ngồi đây. Hai anh em mình ngồi đây, nó hơi chặt nha. Vậy cậu ăn cái gì? Gà mớp hả? Nước luôn hả? Nhớ mời bạn nha. Vậy đây là gà thái dường các bạn. Là anh em mình nè. Không có quay cảnh bắt. Đó, đây. Anh em mình không có chấm gì cho nha. Anh em mình ăn tự nhiên. Bây giờ là chú Bảy mình hầm chung ở nhà chú Bảy mình á, chú Bảy mình chừa mình cái đầu. Đó, bây giờ mình ăn cái đầu trước. Ngồi được không? Được. Ngồi đi. Ngồi đâu? Ngồi đây nè, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây là các bạn thấy gâu rồi. Đúng. Và bạn thấy gặp ba gâu không? Đó. Thì mình sẽ chỉnh camera này tí cho bạn thấy rõ nha. Đó, rồi mời bạn đi. Mời bạn ăn bạn ơi. Mời bạn nha. Nguyên đậu bạn ăn cái mọng nè. Mình ăn thích miếng nếp nè. Rất là cái mọng nó rất là dai mà theo kiểu mà dai giòn sực sực các bạn. Cái mọng rất đã. Mời bạn ăn mớp nha. Từ từ ăn thôi. Ngon không? Thì mình đang ngồi ở với cái ghe của chú Bảy mình nha. Thì rất là mát luôn. Nè bạn, cái đầu nè. Mời bạn nè. Mình để mình chỉnh cái nón mình lại cho ngay các bạn. Đây, ngay rồi. Nó hơi khó ngồi các bạn. Ra mà hôm nay, bữa nay trời nó không có gió à. Các bạn biết cho mình phải ăn tí xong không? Một là mát, hai là mình ăn cho mình dục độ dưới luôn rồi. Cá nè. Cái đã bạn ơi. Hơi nóng nè. Vậy giờ bạn cũng chuyện rồi. Câu dưới đây mà. Bữa nào đi. Bữa nào mình câu. Còn nguyên cho các bạn. Mình nữa mà. Ăn nữa không? Còn không? Đến cùng à. Nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Không có bị bỏ.
Ngay luôn. Ngon. Nè. Con mắt con gà. Ăn gà không? Lấy không ăn. Cục hoài, hai cục đi. Ngọc ăn hết này mới được đó. Thì các bạn theo dõi video này á, thấy hay nhé. Nhớ cho kênh của mình một like, một đăng ký các bạn. Tại vì chỗ chặt quá, gâu xuống dưới nó ngồi à. Mình cũng thử miếng bầu nữa bạn ơi, bầu này thấy ngọt quá. Bậy mớp. Mình nói bầu hoài. Nó là mình liệu theo nha bạn. Mớp nó ngọt cái nấu ra cái nước mình ngay quá. Thấm được mà. Mình xin thử cột nó nha. Bây giờ vô đây đi. Cho bạn dễ thấy. Rồi, đây. Đây là cục gà. Ăn được không? Đã quá. Nè, ăn được chưa? Ăn cho cái mày nè. Không mày. Ăn mày hả? Gấu nó ăn mày được bạn ơi. Thôi bạn ăn. Mớp nha. Đó bây giờ có gió rồi. Mời bạn lần nữa nha. Là bạn gà lục lục chưa không? Không. Gà đó mà làm. Bảo hết gà. Còn hai miếng mớp mình đẩy luôn. Đang nhiều cấp những cục gà nè. Ngán gì? Còn gì đâu mà ngán. Ăn hết này, ăn hết này còn kia gì cả. Ăn cục này đi, người còn kia gì cả. Ăn lấy nhiều quá vậy, ăn hết. Giờ rau nó mình đang hết cái tô này. Dồ mảnh. Đây, còn hai cục các bạn. Mà nó mình tham lam mà. Từ ngày qua từ ngày mới về rồi. Dễ chơi, ra. Mấy anh chị nó khác á, thầy nói vậy đó. Ủa, đi học chút. Đã quá. Dế cu cho. Bà gâu ăn sợ các bạn thấy mặt. Còn miếng. Chấp nâu rồi. Hết chưa? Đã không? Gà gì đó vậy, ăn cơm không? Thôi vậy ăn cơm đó bạn. Thì giờ là mình đang hết trơn tô gà bạn. Thì các bạn theo dõi video này á, thấy hay á,
cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ đi, để cho kênh mình có động lực ra video tiếp theo nha. Rất là ngon, sạch tô bạn, đây, sạch tô. Thì giờ là mình với ba Gâu xin kết thúc video ở đây nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới nha. Nhìn lên, nhìn lên, xem chưa? Thôi đây bạn ơi, bye bye bạn nha. Thôi bạn. Đi lên bạn ơi, lên. Mình ở dưới ghe. Đi đường nào đường này nè, ngóc đường đi chưa? Lên được không?